1, 2, 3. Nghĩ nào. Hãy cùng với Genie giải cứu thế giới thôi. Thiên tài nhỏ nhất với những ý tưởng vĩ đại nhất. Nó là một nắm chấm điện, siêu dựng định hướng cao. Chú ý nè. Đôi khi lại quá lớn, nhưng cậu ấy luôn có sự giúp đỡ từ bạn bè. Đón xem Thế giới thần kỳ của Genie 17:30 hàng ngày trên UTV.